Nhiệt liệt chào mừng bà con anh em lại trở lại với Facebook Cày Chảo Vũ Hải trong buổi chiều ngày hôm nay. Và cùng với sóng Facebook Cày Chảo là sóng YouTube Cày Chảo của Cơ khí Nông nghiệp Vũ Hải. Cũng như thường lệ, hôm nay em ra đời một siêu phẩm 4 chảo dòng phá lùm lưỡi đại cho máy Benarus 892 của anh Nguyễn Tiến ở Đắk Lắk. Ngày hôm nay tất cả về cơ cấu sản phẩm đã hoàn thiện và chỉ còn chờ xe là lên đường thôi. Thì sau đó sáng mai thì em sẽ mặc cho nó một chiếc áo có thể là màu đỏ hoặc cũng có thể là một màu xanh tươi thật đẹp để chào đón em nó lên đường vào làm dâu miền Đắk Lắk xa xôi. Thì em cũng như thường lệ không quên quay lại một chút video, một đoạn video clip nhỏ nhắn để giới thiệu đến anh em và bà con cô bác về sản phẩm của những cái thời điểm này. Như hôm nay, dàn chảo phá lâm 4 chảo đường kính chảo là 70. Lưỡi sử dụng là của Thổ Nhĩ Kỳ, lưỡi vàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Do bên em hiện tại thời điểm này là do các sản phẩm về lưỡi Ingersoll hoặc là Osmondson hoặc là lưỡi Thôn Kỳ của Pháp thì đã không nhập về được do quá trình vận chuyển cũng như là nhà máy bên đó tạm ngừng sản xuất do Covid. Cho nên là em đang sử dụng những lưỡi như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là lưỡi Úc hoặc lưỡi Áo, lưỡi Ấn Độ để em lắp vào dàn. Thì một dàn cày được sản xuất tại xóm 5, Kim Ngọc 1, Liên Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Nó có ưu điểm gì và có những cái lợi thế gì mà anh em xa xôi cách cả ngàn cây số vẫn tin tưởng và đặt hàng? Bởi cái thứ nhất sẽ chỉ cho anh em thấy rằng là về chất lượng. Chất lượng đã được khẳng định trong 10 năm sản xuất dần về dàn cày rồi. Cái thứ hai nữa là về mẫu mã và hình thức, là một cơ sở đi đầu của miền Bắc về đóng cày chảo cày phá lâm, và sản phẩm làm ra luôn được khẳng định chất lượng trên mọi mặt trận và trên mọi thị trường và đáp ứng cho anh em từ những anh em là đơn giản nhất và đến những anh em là cầu kỳ và khó tính nhất. Chào em Trần Anh An nhé. Cơ cấu của dàn cày bên em thì hiện tại thời điểm này bên em ra thị trường thì cũng rất là nhiều cơ sở hoặc là một số anh em cùng làm nghề đã nắm bắt và dập mẫu theo, có nghĩa là nôm na là dập nhái theo. Thế nhưng mà nếu mà để khẳng định được thị trường thì cũng phải 10 năm như em mới có thể là có thương trường và thị trường được. Nên là nhiều người hỏi em bảo tại sao bán sản phẩm ra ngoài như này thì người ta lấy mẫu hoặc là sao chép mất. Thì em có nói một câu là anh em nào sao chép thì cứ sao chép, anh em nào lấy mẫu thì cứ lấy mẫu, việc em làm và việc người ta tặng người ta làm. Vấn đề là các bác nông dân, các bác làm máy, các bác rất tinh anh và rất tinh tường, không có lý do gì mà các bác ấy lại phải lao đầu hoặc là lao mình dấn thân vào những cái chỗ mà gọi là lầy lội hoặc những cái chỗ thụt lún. Đây, về cơ cấu dàn cày của ngày hôm nay được thiết kế trên bộ khung xương chữ A. Chất liệu làm vào dàn cày này đó là hộp 11 x 11 và x 15 ly, 17 ly. Rất là dày. Khung trụ dày 5 phân. Đó, khung trụ dày 5 phân, may ơ mà mặt bích kẹp trụ bắt bằng 6 bộ lôn 20. Rất là chắc chắn. Khung trụ dày đây, trụ chảo dày 5 phân được hàn ke chữ T hai mặt. Đó. Mây ơ chảo được thiết kế là có nắp chắn rác, đĩa chảo rất đỡ, đít đỡ đĩa chảo rất là dày. Có bộ phận gen chắn bùn ở phía sau. Cơ cấu về khung đuôi đây.
dàn cái bên em cải tiến thì cấu tạo về đuôi rất là đơn giản, anh em không cần phải chỉnh nhiều. Và đa phần anh em chỉ cần xoay góc bánh lái là máy sẽ tự đi thẳng và dàn cày sẽ tự ăn được đều và rất là nhẹ lái. Dàn cày này thì theo yêu cầu của anh em là cày trên đất đỏ vùng đất Tây Nguyên, thế nên là độ dính của đất rất là cao. Do đó thì bên em có thiết kế một bộ phận gạt đất. Đó, bộ phận gạt đất. Chiếc gạt đất này thì có thể là anh cho anh em chỉnh ôm skid vào chảo, vì dập theo độ cong của chảo rồi. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Và ngoài ra anh em trong cái điều kiện mà đất của anh em không dính thì anh em có thể là tháo nhả hai con bù lon này ra và anh em quay ngược lên trên. Mặt phía trước thì vẫn như bình thường thôi, không có gì là thay đổi so với cái mẫu trước đây của em, bởi vì mang đậm chất Vũ Hải thì nó sẽ có một bộ em gọi là bộ vạy bò đứng lên trên với chiều dày của khung xương là 20 x 10 ly, 20 x 100, có nghĩa là tương đương là 20 ly và 100 ly bản ngang, 20 ly độ dày. Đấy, rất là chắc chắn. Em chào anh Aqui Nam Định nha. Với chiếc Belarus thì thông thường là tất cả mọi dàn cày đều sử dụng chốt rất là to và bề ngang kiếm rất là rộng, phủ bì ngang lốp rất là lớn từ 1m88 giờ lên. Thế nên là như dàn này em đang thiết kế cái háng lốp rất là rộng để cho anh em giữ cái dàn cày được chắc. Dàn này thì em thiết kế là 6 bu lông kẹp mặt bích tháo rời, và để cho anh em dễ dàng là có thể là chỉnh ăn rộng hơn nữa nếu như máy của ta là kéo khỏe. Đây, em còn để thừa cho anh em ở khúc đằng đuôi này, nó tương đương với vị trí khoảng 45 phân. Cái này anh em thao hồ mà tùy chỉnh, có thể là máy 892 rồi máy 100-120 đều giật thần dàn này thoải mái luôn. Khung trụ thì bao bền rồi, không sợ. Tất cả các mối hàn được hàn bằng hàn mic, rất là chắc chắn, độ dẻo dai, tính cơ học rất là cao. Đấy, cốt trục của dàn chảo đỡ đĩa này, của dàn trục đỡ đĩa chảo này thì cốt trục là phi 76 cơ, thế nên anh em hoàn toàn yên tâm. Nó có thể là bằng bắp tay con chuột của anh em hoặc là bằng cột chân của anh em nếu như anh em mập mạp béo. Trọng lượng của dàn này là 750 cân, tổng thể như thế này. Chào em Ngô Đảm nha. 750 cân, rất là nặng phải không ạ? Nhưng mà so với những cái dàn khác thì dàn này vẫn là chưa ăn thua gì. Có những dàn cày cả tấn anh em ạ.